Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chén cơm hàng ngày số 086. Và hôm nay là Chủ nhật thứ năm của chay 5B, ngày 14 tháng 3 năm 2021. Đoạn tin mừng của chúng ta ngày hôm nay là tin mừng Gioan chương 3 từ câu 14 đến câu 21. Chúng ta cùng nhau đọc lại đoạn tin mừng quan trọng này. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, như là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng này chúng ta sẽ còn nghe một vài lần khác nữa, đặc biệt là trong lễ Chúa Cứu Thế vào tháng 7 mỗi năm, là bổn mạng thứ nhất của nhà dòng chúng tôi, dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay thì chúng ta sẽ chú ý và khám phá ra được là trong đoạn tin mừng này đã đưa ra những cái đối lập tương phản, cái mà trong triết học người ta gọi là phạm trù, các cặp phạm trù. Thế mà đã có bên trái thì có bên phải, có đằng trước thì có đằng sau, có ở trên thì có ở dưới, có ở trong thì có ở ngoài. Đó là những cặp phạm trù triết học. Những cặp phạm trù mà Chúa Giêsu nêu lên ở trong, chúng ta gặp ở trong đoạn tin mừng Gioan này, thì chúng tôi thấy cái chữ đối lập nó không diễn tả được đúng nghĩa. Tại đối lập thì có thể hài hòa, đối lập vẫn có thể chung sống với nhau ở trong cuộc đời, ví dụ như là trắng với đen, màu trắng màu đen, đất với trời. Nhưng mà ở đây những cái cặp phụng trù đối lập này nó không phải là đối lập nữa, mà nó là tương phản, nó là một cuộc tranh chấp giằng co rất là mạnh mẽ. Nó không có để cho chúng ta do dự lưỡng lự, muốn ngả bên này ngả bên kia, hay là ba phải, cái nào cũng được, chứ không bắt buộc phải chọn hẳn ra một bên, đứng sẵn sang một bên. Nó có một sự tương phản gay gắt, một cuộc tranh chấp giằng co rất lớn. Tin hay là không tin, được cứu hay là bị lên án, ánh sáng và bóng tối, điều ác, điều thật, nước trời, nước đất, Thiên Chúa và thế gian, sự sống, sự chết. Thưa anh chị em, đó là một loạt chúng ta có thể khám phá ra khi cùng nhau đọc đoạn tin mừng vừa rồi. Trong thực tế của đời sống thì không phải là chuyện triết học hay là thần học cao xa nữa, nhưng mà chúng ta thấy ngay trong nếp sống của chúng ta ngày hôm nay đang bị nếp sống vô thần duy vật đẩy người ta về phía ngược với Thiên Chúa. Người ta không còn chấp nhận Thiên Chúa trong đời mình nữa. Có thể người ta vẫn đi lễ nhà thờ, vẫn rước lễ, vẫn xưng tội, vẫn đọc kinh, vẫn có thể bỏ tiền hành hương sang đất thánh,
Nhưng mà lòng con người ta thì lại đứng về cái phía tương phản bên kia, cái phía không có Thiên Chúa, cái phía không phải là Thiên Chúa. Ngược lại, con người ta lại được mời chào rất là khéo léo, rất là tinh vi, với những cái đam mê, những cái hưởng thụ, những cái thành đạt trước mắt, những lừng lẫy nổi danh, những cái đam mê và hưởng thụ, gian dối và tham lam, những nhẫn tâm và độc ác. Nó khéo léo tinh vi lắm, nó không có trình bày rõ ràng ra cái mặt xấu của vấn đề. Chúng ta vẫn cứ cảm thấy nó tốt, cứ vẫn cảm thấy nó có lý, vẫn cảm thấy nó là hấp dẫn và thậm chí là một điều cần thiết cho cuộc đời của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận lấy đứng về cái phía đó thì dần dần chúng ta mất Thiên Chúa, đánh rơi mất Thiên Chúa. Người ta cứ như vậy mà bị chìm dần vào trong bóng tối của sự chết. Chúng ta thấy bây giờ cái chuyện nghiện ngập, rồi phá thai, rồi ngoại tình, quan hệ đồng tính, rồi ở trong xã hội thì có hối lộ tham nhũng, có bóc lột, bất công. Trong gia đình thì đổ vỡ, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt với nhau. Ở trong cơ quan thì cạnh tranh, thì nói xấu lẫn nhau, rồi tìm cách làm hại nhau. Đối với mỗi một con người, bản thân của mỗi một con người thì có một cái cám dỗ muốn tự làm chủ đời mình mà không muốn có sự can thiệp nào của Thiên Chúa. Mặc dù chính Chúa không muốn can thiệp một cách gọi là thô bạo vào trong cuộc đời của chúng ta, Ngài tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng mà Ngài vì thương chúng ta nên Ngài có những cái cách dẫn dắt, có cách để mà đưa chúng ta đừng có rơi vào những cái bóng tối. Nhưng khi con người ta muốn tự chủ cuộc đời của mình, muốn nắm lấy chính mình để mình quyết định mọi sự, thì con người ta không còn nghe được tiếng Chúa, con người ta từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Trong một cái hoàn cảnh bi đát, xét ra là bi đát, mặc dù bên ngoài chúng ta thấy vẫn là rất là đẹp, rất là hấp dẫn, rất là hào nhoáng, thế nhưng mà xét cho đến tận cùng vẫn đó là một cái bi đát. Trong cái khung cảnh như thế thì một Giê-xu đã tìm đến với chúng ta. Không phải Ngài chỉ đến một lần ngày xưa với dân Do Thái, mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu vẫn đang tiếp tục đến với chúng ta. Ngài thủ thỉ, Ngài thì thầm những lời mời gọi. Rồi Ngài cho chúng ta thấy là cái chết của Ngài trên thập giá đó, nó vẫn có trong hiện tại này. Ngài vẫn đang chết, Ngài vẫn đang chịu đánh đòn, Ngài vẫn đang chịu bị đâm, Ngài vẫn đang chịu máu gai, Ngài vẫn đang bị sỉ nhục. Ngày hôm nay, ở giữa chúng ta, ở trong mọi cái biến cố kinh khủng của cuộc sống, những trận đại dịch, những cuộc náo loạn, biểu tình, đốt phá, những cuộc đảo tránh, những cuộc chiến tranh sắc tộc, những tai nạn, những bệnh tật nan y, những đổ vỡ tan nát của gia đình, của xã hội, một Giê-xu của ngày hôm nay vẫn đang đến với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta sau khi có thể chúng ta đã tay đã nhúng chàm, có thể chúng ta đã ngã quỵ một lúc nào đó, có thể chúng ta đã đánh mất chính bản thân của mình ở trong dòng đời, thì Ngài vẫn còn mời gọi cho chúng ta. Ngài không lên án, Ngài không loại trừ, Ngài vẫn mời gọi chúng ta, đưa tay dắt chúng ta, giúp chúng ta trỗi dậy để chúng ta được cứu, chúng ta được kéo ra khỏi cái bóng tối để chúng ta lọt trở vào ánh sáng của Ngài, chúng ta được kéo lên khỏi sự chết, chết dần dần mỗi ngày để bắt đầu cảm nhận được sự sống của Chúa. Chúng ta rời khỏi cái ác để gặp được cái thiện.
rời khỏi sự hận thù ghen ghét để gặp được tình yêu. Nên vẫn đang có một cuộc tranh chấp giằng co, giống như Phaolô nói ngày xưa: tôi biết điều tốt nhưng mà tôi lại không làm, tôi biết cái điều đó xấu thì tôi lại vẫn cố gắng làm. Coi như lúc có một cái, như một cái thần trí của sự sống với một cái thần trí của sự chết, hai bên tranh chấp làm cho Phaolô nói là đến nỗi mà tôi không làm được việc gì, tôi cứ nấn ná chần chừ, tôi bị giằng co giữa đôi nẻo. Chính những lúc như vậy, chúng ta có một Giê-xu nâng đỡ. Chúng ta chỉ cần kêu lên với Ngài. Ngài bảo hãy tìm thì sẽ thấy, hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho. Thì hôm nay rõ ràng, giữa một cái cuộc tranh chấp giằng co như vậy, chúng ta có nguy cơ bị đánh mất chính mình, đánh mất chính Thiên Chúa, để chúng ta rơi vào cái cạm bẫy của sự chết, của bóng tối, của sự dữ, của gian dối. Thì chúng ta nếu kịp được thức tỉnh ở trong mùa chay, những cái dịp như là mùa chay này, là mỗi một Chúa Nhật là một cái cơ hội cho chúng ta nghe được lời của Chúa mà tỉnh ngộ, mà giật mình thấy rằng mình đang đi sai đường, rồi mình metanoia để quay trở lại, trở đầu lại để đi về con đường của sự sáng. Chính lúc đó chúng ta kêu lên: lạy Chúa Giê-xu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giê-xu, xin cứu vớt con. Lạy Chúa Giê-xu, xin chữa lành con. Amen.